Mà thằng Vương đâu rồi, mày có online không Vương? Vương Vương là cái thằng hôm qua mà donate xong rồi kêu là xin cái kèo MU 40 anh ơi. Thằng Vương thật là một trong đứa mà khoảng thời gian gần đây là donate cho mình rất là khá là nhiều. Mỗi lần mà nó ăn kèo xong là nó đều donate khoảng chừng mỗi lần 200-300, có lần cỡ đó thì phải. Thằng Vương nó là thằng hôm qua, nó là thằng hôm qua donate 40. Mày đâu rồi Vương? Chào MU con dưới đó lạnh ka. Không em, cảm ơn TCN. Hiện tại thì đa phần fan MU đều đã quen với nhiệt độ với lại không khí, độ ẩm này nọ, điều kiện cơ sở vật chất ở trong hang, cho nên là nó cũng không có vấn đề gì cả, anh em quen rồi, ở lâu quen. Lạ lùng gì nữa, người ta còn đi ra đi vô. Mấy đội khác ví dụ như là T1 SE thi thoảng nó còn được đi ra đi vô, chứ MU là hộ khẩu thường trú của mẹ nó. Bây giờ mình, các bạn phải biết là bây giờ khi mà mới ra đường, các bạn gặp những cái người mà mặc cái áo có cái logo này là các bạn biết rồi, đây là những người mà không sợ trời, không sợ đất, không có bất kỳ một cái việc gì khó khăn, một cái điều kinh khủng nào trên cuộc đời này mà họ không đối mặt được cả. Những người mà bây giờ còn mặc áo MU và ngồi coi được một trận đấu đá banh 90 phút mà MU đá thì không có một cái gì có thể làm khó được họ cả. Họ trải qua hết này. Cuộc sống này không không có cái gì, mọi thứ cuộc sống này nó đều là những cái thứ rất là nhẹ nhàng có thể đối mặt. Những người mạnh mẽ, những người kiên cường nhất ở trên thế giới này, người ta có thực lực người ta mới buồn như cái đội này. Má mình, cái đội hình Brentford, nó cái giá trị đội hình của tụi Brentford nó chỉ có 50 triệu bảng thôi. Trong khi đó cái đội hình của MU bây giờ giá thị trường nha, không tính chuyện mà đẩy giá, không tính mấy trường hợp kiểu như 80 củ của mắc gai, là khoảng chừng 400 triệu bảng. Cái vấn đề bây giờ là như thế này. Vì cái vấn đề lớn nhất của mấy mặt lờ này, tụi nó bây giờ nó bỏ cuộc quá sớm. Tụi nó bỏ cuộc sớm quá, nó không có tinh thần chiến đấu, các bạn hiểu Mua không? tên Nó thua một 564 trái là tặng nó xe buông 8.000 rồi. đồng. Cái trận ngày qua các bạn thấy không? Thua đúng một trái thôi. Một trái một thôi là bỏ cuộc rồi. Thua đúng một trái là thấy là không muốn đá banh nữa, kiểu như nó buông Đề luôn nghị từ cái anh trái thua chui đầu vào tiên luôn, hang. kiểu nó mất hết những gì hồi đó mình hay nói với các bạn, là những cái thằng cầu thủ MU mình thích nhất là những thằng mà thi đấu với tinh thần máu lửa, cái thằng kiểu như là Rooney, Tevez, đại khái mà Osier, rồi hồi gần đây có một thằng, nói chung là những thằng là mình chưa nói tới khả năng mà nó phải ra sân với tinh thần máu lửa, là những thằng mà mình thường là mình có cảm tình khi mà nó đá. Nhưng bây giờ cái đội hình này kiểu như nó thua một trái xong nó không muốn đá nữa, cảm giác thua một trái xong thấy nô mẹ hớp luôn, không không thua một trái xong không có cảm giác là có khả năng gỡ luôn á, là chỉ thấy là nhìn đá là chỉ biết là thua thêm thôi. Mà cái vấn đề này là thật ra nó vấn đề nó nằm ngoài chuyên môn rồi, vấn đề này thì huấn luyện viên muốn cứu khó lắm, vấn đề này nó khó lắm. Bây giờ chắc là hên xui may rủi, bây giờ phải đá được một trận nào đó hay hay, tự tự nhiên dăm dăm đá được một trận nào hay hay á, xong rồi lấy lại tinh thần. Chứ cái này khó lắm, cái này nằm Duy mẹ béo ngoài giúp chuyên môn Lu rồi, tụi mua nó xoài buồn hết 5.000 đồng. Em đéo biết sao lại fan lũ đần áo đỏ này nữa rồi. anh. Nhiều khi nó có những cái tình yêu nó gọi là mù quáng, mà cái dòng mà thì đối với đa phần mọi người thì mình không biết các bạn sao, với mình thì bây giờ cũng không còn lựa chọn nào khác, mình đã lỡ rồi, lỡ dấn thân vào con đường nè, thôi thì cố gắng. Anh em nhấn like coi, ngồi mày mặc cái áo mày đẩy xã hội mà cũng không được 500 like nữa, 1.300 người coi, cái 300 like. Nói chung là đi xa rồi. Thị trường chuyển nhượng Vì khi nào đóng kèn cửa giúp ta? Lu mua xoài 5.000 đồng. Hôm qua em đã nói siêu máy tính dự đoán MU thua 4-0 anh ca tin. Siêu máy tính gì, có thằng Vương nó dự đoán được 40 luôn kìa. Ừ thì nói, mùa này thì đó nó đó này nó Lu thằng cho Vương. Lu ăn xoài Ronaldo xỉu hôn luôn qua bàn 100.000 thứ đồng. ba khóc Hôm mà qua vẫn cái đúng tỷ lụm số mía nha Lu, quả ức chỉ ói là máu lộn luôn bên mặt á. cười. Cô bé cô đơn Vương đó, thằng 40 nè, thằng 40 ngược bên nè. Cảm ơn em nha Vương ơi, mốt mày có bắt thì mày đợi khi nào có kết quả rồi mày donate, mày báo kết quả cho anh thôi nha Vương. Mày báo trước kèo mày đặt thấy nó hơi xui xui rồi đó, giờ anh kiếm chỗ anh đổ thừa đó, nó đó thằng Vương đó. Ôi mày Liverpool,
Mình không dám tưởng tượng tuần sau đá với Liverpool như nào luôn á. Mùa trước nha, mùa trước hai lượt trận đi về là MU thua tổng cộng là 9 trái. Hai lượt đi về thua tổng cộng là 9 trái. Bà nội đó, mấy tuần này mà gặp Liverpool đó, mấy đợt này mà gặp Liverpool Man City, không má mày phải lấy rổ đựng bóng luôn. Hey. Mày tưởng tượng em U đá mà gặp mày Haaland. Giờ gặp. Trời ơi. Mà bây giờ thích má mấy đội top trên các bạn không? Nói chung là hiện tại thì về cơ bản là thời điểm hiện tại là các đội được đánh giá là top 4 của nhảy ngoại hạng đều đang đá kinh quá. Duy Béo giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Bọn này ngoài ngu, chúng nó còn không muốn đá nữa. Chắc bất mãn với Thượng Tần chứ sao đần như câu tuyệt được. Ừ, nói chung là đây là cái vấn đề về mặt tinh thần là bây giờ không thằng nào muốn ở đây hết. Thật sự là như vậy. Không thằng nào muốn ở lại hết. Ngay cả là thằng trưởng thành từ loại ngu như Rashford bây giờ cũng muốn đi luôn rồi. Không thằng nào muốn ở lại đây. Tôi đề nghị anh chuyển chủ đề. Livestream vui vẻ. Không, tôi report kênh bây giờ. Cảm ơn 179, cảm ơn cô bé cô đơn. Tình hình hiện tại là chỉ bây giờ chắc là chỉ có nhanh nhanh chóng chóng kiếm mấy thằng mà đội trẻ dự bị đồ đôn lên đá thôi. Bây giờ cái đội hình chính mà không có thằng nào muốn đây, Rashford vào đòi đi. Ronaldo thì các bạn cũng đã biết Ronaldo giờ tại vì không ai. Riken giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Tại vì không ai nhận Ronaldo thôi chứ là Ronaldo cũng không muốn ở đây. Nói chung là không thằng nào muốn ở đây hết. Cảm ơn mấy anh em nha. Không thằng nào, bây giờ vấn đề nó nằm ở vấn đề tinh thần. Tụi nó buông bỏ quá sớm, coi cái thua trái đầu tiên xong nha. Là trong đầu mình nghĩ thôi. Má nói cái này nhìn là thấy là búa rồi. Ai dè chưa hết hiệp 1, 4 trái thiệt. Mình thú thật với các bạn là sau trái thứ 2 là mình tắt. Mình đi ra ngoài mình sử dụng các hợp chất khác để mà mình lấy lại bình tĩnh. Sao mình không bật lên lại được? Mình chỉ coi tỷ số thôi. Không bình tĩnh được luôn. Thở. Ở tình hình hiện tại là coi để coi có mua được thêm thằng nào. Nhưng mà vấn đề nữa là như thế này nè. Cái này thì ngoài cái chuyện hồi nãy cái vấn đề chính với đối với mình hiện tại là cái tinh thần là cái thứ nhất. Mình nghĩ cái vấn đề lớn nhất là bây giờ cái tinh thần của tôi nó đang xuống quá là thấp. Thấp không tưởng luôn á. Kiểu như bị gọi là không còn có ý chí chiến đấu nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mua bán không được. Tới bây giờ Ten Hag bây giờ tới xong rồi mua không có mua được những thằng mà đúng để đá mà những thằng mà một số thằng mua được. Ví dụ như mình bây giờ mình đang coi hai trận, mình thấy vấn đề nằm ở chỗ Martinez. Thực ra không, lỗi không phải là do Martinez là lỗi chính, nhưng mà Martinez đang hơi bị khó để thích ứng với lại giải ngoại hạng tại vì nó thấp quá. Bây giờ hàng phòng ngự nha, bây giờ mà cái này nha, thằng mắc gai á thực ra có một số thời điểm đó nó còn ở mùa giải, mà bây giờ khổ một cái á, khổ một cái là không biết là mấy thằng cầu thủ MU hiện tại bán có ai mua không nữa. Mình thấy là bây giờ nếu mà được cứ bán hết đi. Tại vì đằng nào mấy thằng này nó cũng không còn tinh thần để đá cho MU nữa rồi. Bây giờ thằng nào mà hỏi ai mua mà được giá sẽ bán. Ví dụ như bây giờ hỏi mua Rashford đâu, bị gì không mua Rashford đâu. Bán được, bán đi. Tại bây giờ mất giá lắm rồi. Để thêm nữa là không bán được thằng nào nữa đâu. Bây giờ thằng nào mà hỏi mua được bán hết. Ở mùa giải còn dài anh em. Đúng, chúng ta đã từng chứng kiến những đội mà khởi đầu mùa giải hai trận thua xong rồi vẫn có thể bước lên được mùa giải còn dài. Dù gì thì mục tiêu của MU mùa này nó cũng không phải là cao lắm đâu. Mình nghĩ là mục tiêu mùa này là chỉ top 6 chứ không có thằng điên nào mà đặt mục tiêu cho MU mùa này cao lắm. Nhưng các bạn nhìn mấy thằng kia nó đá coi. Mình đang nhìn Chelsea kìa. Man City không tính tiền rồi. Arsenal nữa. Arsenal mà giờ đang cầm bách đá như mấy điện. Mùa này mục tiêu hạng 6. Vẫn trong khả năng. Thằng này ví dụ như đơn cử ngày hôm qua khi mà các bạn thấy không. Tại vì các bạn hôm qua tại sao mà bị thua mấy cái trái đầu tiên nhiều như vậy. Là do thằng De Gea nó chơi chân quá dở. Chiến thuật của Ten Hag hiện tại á, đang có ý định là triển khai bóng từ dưới lên. Nhưng mà vấn đề là triển khai bóng từ dưới lên. Nhưng những thằng tuyến dưới của MU hiện tại là nó giữ bóng kém. Và
nó không phù hợp để đá với cái lối chơi đó. De Gea bây giờ ok bắt phản xạ này nọ các thứ thì bây giờ mình không nói, nhưng mà cái De Gea nó không có khả năng là chơi chân để có thể triển khai bóng từ dưới lên, xong thêm những thằng ông nội phía trên, mà các bạn cứ tưởng tượng đi qua cái trái mà mắt gai. Bây giờ tưởng tượng về De Gea chuyền cho mắt gai tới đó thôi là thấy là thằng biết trái banh nó đi tới đâu rồi. Nó không có khả năng xử lý bóng. Là bởi vì với một cái đội hình như vậy thì không thể nào triển khai cái lối chơi của Ten Hag được. Kêu mà ok bây giờ banh ha, banh đưa về sau đúng không? Rồi De Gea triển khai lên em. Ôi mà chuyền cho mắt gai xong đi mẹ cho banh luôn. Xong mắt gai chuẩn bị chuyền qua mắt gai bóp Eriksen cái bú luôn.